Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của Linh Este nha. Đấy, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cây thuốc nam nhé, cách nhận biết và công dụng của nó nhé. Đây là cây lạc tiên các bạn ạ. Đấy, đây là hoa của nó các bạn ơi. Đấy, trước khi nói về công dụng, mình sẽ review và chỉ cách nhận biết cho các bạn xem nhé. Đấy, hoa của nó có các cái dây nó bao quanh các bạn ạ. Dây màu xanh ấy, dây hình gai bao quanh. Đấy, và lá cây của nó là hình trái tim đây. Các cái hoa nhỏ của nó thì là có các cái chùm nó bao quanh xung quanh kia. Đấy, cây thuốc nam này miền Bắc người ta gọi lạc tiên, còn trong Nam người ta gọi cây nhãn lồng hoặc là cây chùm bao các bạn ạ. Đây lá của nó đây. Ở các cái thân cây và cuống lá này cũng có rất nhiều các cái lông tơ các bạn. Đấy, còn đây là ngọn cây của nó các bạn. Đấy, các cái ngọn này với cả các cái lá non của nó có thể hái về nấu canh được các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhìn rõ không? Đây là hoa của nó đây. Hoa. Đây là quả của nó. Đấy, hôm nay mình review cho các bạn xem là có quả nó là như quả màu xanh các bạn. Bao giờ quả này mà chín được thì ăn rất ngon, nhưng mà hôm nay ở đây mình không thấy có quả nào chín cả. Đấy, sau khi chỉ về cách nhận biết cây lạc tiên thì bây giờ mình sẽ nói về công dụng của nó các bạn nhé. Đấy, còn cái công dụng của cây thuốc nam này là nó các cái người mà bị mất ngủ hay suy nhược thần kinh các bạn, mình có thể hái các cái ngọn và lá non của nó về mình nấu canh mình ăn trong vòng 1 tuần là có thể cái triệu chứng mất ngủ sẽ giảm hẳn. Đấy, mà loại cây này là nó được mọc hoang rất nhiều từ miền núi đến miền Trung du các bạn ạ. Đấy, đây là mình đang review cho các bạn cây này là ở trong vườn nhà mình nhé. Đấy, ở khu mình trước đây thì nó mọc hoang rất nhiều, nhưng mà dân người ta biết nhiều rồi nên là người ta đi hái về người ta làm nước chè uống đấy các bạn. Thế nên bây giờ cũng rất ít, không không mọc chỗ ngoài mà chỗ mọc hoang của nó bây giờ cũng còn rất là ít. Còn đây là cái đám mà mình quay cho các bạn, đây là cây này là mình trồng các bạn ạ. Đấy, cái cây này của nó còn người ta có thể là chặt các cái thân cành của nó cả quả. Người ta phơi khô xong rồi hãm như hãm nước chè các bạn ạ, để uống hàng ngày chữa được bệnh mất ngủ cả bệnh chán ăn các bạn.
Đấy, đây là một loại cây mọc hoang dại nhưng mà nó công dụng nó rất hay các bạn. Đấy các bạn xem, chỗ này mình cũng trồng được khá nhiều đấy. Đấy, thôi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cây thuốc nhé. Xong đến đây mình xin kết thúc video nhé. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.